Xin chào các anh chị, xin chào các anh. Hôm nay em các anh các chú các bác thì hôm nay em xin giới thiệu mẫu đồ lặn 3 mm của hãng Spatz. Đây là cái tên của cái thương hiệu của cái sản phẩm này. Đây ạ, Spatz. Thì bộ này là bộ giày 3 mm. Em đang để hai, hôm nay thì em để hai bộ. Ở trên đấy là bộ size M, bộ dưới là bộ size L để mình xem. Á, là size M là size cỡ 55 đến 65, còn size L là cỡ 63 đến 73 kg. Thì hai size này nó sẽ chênh lệch nhau một tí xíu. Đây ạ, bây giờ thì em đây ạ, em đang quay là size M. Size M thì nó sẽ cái tay cánh tay nó sẽ ngắn hơn tay size L khoảng 2 cm. Thì bây giờ em sẽ quay cận cảnh cái sản phẩm này. Đây là bộ giày 3 mm của hãng Spatz. Thì điểm đây là ở toàn diện ở phía trước, còn ở dưới chỗ đầu gối thì người ta cũng có thiết kế cái phần này nó hơi nhăm nhám tí, hơi dày hơn tí và nhăm nhám như thế này ạ. Rồi, ở dưới cổ chân thì nó có một miếng lót như thế này. Cái này để cho nó ôm khít vô chân của mình hơn nè. Người ta may lên và nó có cái lót lót da ở bên trong. Rồi, thì ở phía trước ngực của cái sản phẩm này á thì nó cũng có một cái miếng đệm trơn như thế này. Đây ạ. À, miếng này vô thì nó sẽ cản gió tốt hơn và nó chống nước tốt hơn. À, đây là đường may của cái sản phẩm này ạ. Đây là đường may ạ. Thì nó cũng tương tự như những mẫu 3 mm khác, thì nó cũng đường may nó cũng là đường may 4 4 5 chỉ, 4 chỉ thì nó rất là chắc chắn ạ. Chất liệu thì cũng chất liệu của nó thì cũng là, đây là cũng bộ là 3 mm nên là chất liệu cũng tương tự nhau. Rồi em quay qua phía sau lưng ạ. Ở đây cái hãng Spatz này nó có cái dây kéo, nó thiết kế như này, nó thiết kế là dây kéo nó nhìn nó lộ ra ở ngoài luôn. Dây kéo này ở phía sau lưng. Thì bây giờ ở phần cổ của nó, ở phần cổ cũng đây ạ, cũng có một cái miếng lót ngay chỗ cái đệm cổ bằng cao su mềm. Rồi, đây là phía bên trong. À, phía bên trong thì nó trơn và đen. Rồi, ở chỗ ngay chỗ dây kéo thì nó có miếng lót như thế này ạ. Rồi, đây là tổng thể của cái bộ sản phẩm này. Bộ 3 mm của hãng Spatz. Giá của nó cũng là 950, ngang giá với tất cả các bộ khác. Rồi, em xin chào ạ.